điều mà bạn phải biết để hoàn thành một giải marathon xuất sắc. Chào các bạn, mình là Virus Hạnh Phúc đây. Hôm nay mình rất là vui khi được ở đây chia sẻ với các bạn về 4 cái điều mà mình cần phải biết để có thể hoàn thành được một giải 42 cây cực kỳ xuất sắc. Trước đây thì mình cũng như các bạn, mình chưa hề biết chạy bộ là gì. Tuy nhiên sau cái quá trình tìm hiểu về kế hoạch luyện tập cũng như là chế độ dinh dưỡng, mình đã tuân thủ và mình đã hoàn thành được cái giải 42 cây một cách xuất sắc và có được huy chương lần đầu tiên trong đời. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn ngay sau đây. Mình sẽ đi sâu về phần kế hoạch luyện tập và chế độ dinh dưỡng. Bởi vì sao? Khi mà bạn không có cái kế hoạch tập luyện cho giải marathon của mình thì mình sẽ luôn bị động và mình có thể trong quá trình luyện tập mình sẽ dễ bị cái tình trạng là chấn thương này, hay là mình quá mệt mỏi trên đường chạy này, mình bị suy kiệt này, suy nhược sức này, và mình có thể bị mắc một số khả năng về các cái bệnh tim mạch tăng lên. Mình chạy bộ là vì sức khỏe, nhưng mà vì chúng ta không có kế hoạch luyện tập và chế độ dinh dưỡng hợp lý nên chúng ta lại đi ngược lại, gây tổn hại cho sức khỏe cũng như là tinh thần của chúng ta. Còn nếu chúng ta có được 4 cái điều mà chúng ta cần lưu ý sau đây thì chắc chắn rằng bạn sẽ luôn tự tin, bạn sẽ luôn chủ động với kế hoạch luyện tập, chế độ dinh dưỡng của mình, và bạn sẽ nắm chắc phần thắng trước khi cái giải marathon bắt đầu. Và chắc chắn rằng bạn cũng sẽ khỏe hơn, bạn sẽ trở nên tuyệt vời hơn trong quá trình luyện tập đó. Sau đây là 4 bước hạnh phúc. Bước đầu tiên, nó là hành động đầu tiên và cực kỳ quan trọng, đó là hãy đăng ký ngay một giải marathon 42 cây gần nhất, hoặc là những cái cự ly mà phù hợp với bạn, nhưng mà tôi khuyên là bạn nên đăng cự ly 42 cây. Bởi vì sao? Bởi vì khi bạn đăng ký cự ly 42 cây thì giả dụ bạn có chạy được nhiều nhất là 25 cây rồi bạn bỏ cuộc thì bạn vẫn cảm thấy là tự hào, và bạn còn hơn những cái người mà họ chỉ tham gia những cái cự ly là 21 cây. Bởi vì cái quãng đường nhiều nhất họ chạy họ cũng chỉ được 21 cây mà thôi. Đó là lý do tôi khuyên bạn vì sao nên chọn marathon 42 cây. Và vì sao mình phải đăng ký ngay? Đăng ký ngay bởi vì đó là cái hành động đầu tiên để chúng ta đưa ra cái cam kết rằng chúng ta phải thực hiện điều đó. Chúng ta phải đặt cái mục tiêu trước thì chúng ta mới có thể làm được. Còn bạn cứ nói là tôi sẽ tham gia 42 cây nhưng mà tôi cũng chưa biết là khi nào. Thế thì nếu mà bạn chưa xác định được là khi nào thì tôi cũng không chắc rằng là khi nào bạn mới có thể đạt được cái mục tiêu đó. Vì vậy, việc đầu tiên tôi cũng đã từng làm đó là đăng ký giải 42 cây ngay bây giờ, trong khi là mình cũng chưa biết là mình có thể hoàn thành nó bằng cách nào. Thì mình sẽ lựa chọn dựa trên tiêu chí nào? Mình sẽ lựa chọn dựa trên tiêu chí là theo khu vực bạn sinh sống, hoặc là những cái khu vực mà bạn mong muốn đến. Ví dụ tôi ở Hà Nội thì tôi sẽ muốn chọn những cái giải Hà Nội, hoặc là tôi muốn tham gia những cái giải những cái thành phố xinh đẹp khác, ví dụ như là Đà Nẵng hay là Quy Nhơn hay Hồ Chí Minh, thì tôi sẽ đăng ký tham gia vào những cái giải đó. Các bạn có thể search trên Google xem là ở những cái địa điểm mà mình mong muốn thì có những cái giải chạy gì, và bạn nên search với keyword là các giải chạy marathon 2019 của Việt Nam. Ví dụ các bạn ở Hà Nội thì tôi sẽ đưa luôn thông tin cho các bạn là có 2 giải chạy trong năm nay, đấy là giải Hanoi Heritage International là vào ngày 20 tháng 10 chạy vòng quanh phố cổ, cũng có đầy đủ tất cả các cự ly 5 cây, 10 cây, 21 cây và 42 cây, hoặc là giải Longbien Marathon cũng có đầy đủ các cự ly đó và chạy ở khu vực khu đô thị Việt Hưng, thì bạn có thể lựa chọn. Và vì sao bạn nên đăng ký ngay? Một lý do nữa đó là khi mà đăng ký ngay thì bạn sẽ được có những cái giá ưu đãi của việc đăng ký sớm, early bird, và giá của full marathon 42 cây thì thường nó sẽ dao động từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu tùy vào thời điểm bạn đăng ký. Khi mà bạn đăng ký càng sớm thì giá vé nó sẽ càng rẻ, và còn tùy vào ban tổ chức quyết định giá nữa. Vì vậy bạn hãy tìm hiểu giải marathon gần nhất và đăng ký ngay bây giờ. Và điều cực kỳ quan trọng thứ hai mà chắc chắn bạn phải có để đi đến thành công, sau khi chúng ta đã đạt được mục tiêu rồi thì chúng ta phải có kế hoạch luyện tập. Vì vậy chúng ta phải đưa ra một cái kế hoạch luyện tập phù hợp với bản thân. Hạnh sẽ chia sẻ cho bạn một cái kế hoạch dành cho người mới bắt đầu chưa biết chạy bộ là gì để có thể đạt được giải marathon 42 cây trong vòng 6 tháng. Đấy gọi là cái khoảng thời gian quá ư là chắc chắn cho những người mới chạy bộ. Tuy nhiên là bạn sẽ xem cái lịch trình mà Hạnh chia sẻ và bạn điều chỉnh lại cho phù hợp với thời gian, phù hợp với bản thân mình, và sau đấy thì có thể gửi lại để Hạnh góp ý, hỗ trợ. Đấy là 6 tháng. Còn trước đây Hạnh cũng chưa từng chạy bộ bao giờ, nhưng mà Hạnh đã tạo ra được một cái kế hoạch luyện tập, và chỉ trong vòng 2 tháng thôi thì Hạnh đã có thể chinh phục được cái giải 42 cây rồi. Tất nhiên là Hạnh không khuyến nghị mọi người luyện tập trong thời gian quá ngắn, bởi vì khi mà luyện tập trong thời gian quá ngắn thì mình sẽ dễ bị động hơn, và cái khả năng chấn thương trong quá trình thi đấu nó sẽ cao hơn. Vì vậy hãy nghiên cứu ngay cái đăng ký, sau khi đăng ký ngay giải chạy bộ thì hãy nghiên cứu ngay kế hoạch luyện tập, và hãy post lên nhóm chạy của chúng ta để Hạnh có thể chia sẻ thêm cái kinh nghiệm của Hạnh, góp ý thêm về kế hoạch luyện tập của bạn. Và điều cực kỳ quan trọng trong việc bạn đưa ra một kế hoạch luyện tập cho bản thân mình, đó là kỷ luật. Kỷ luật cực kỳ quan trọng cho cái việc chuẩn bị giải chạy marathon, bởi vì nếu bạn không tuân thủ theo kế hoạch thì bạn sẽ dễ bị động, bạn sẽ dễ bị chấn thương. Và vì vậy chúng ta phải tự tạo kỷ luật cho mình. Thì Hạnh sẽ chia sẻ ba cách đơn giản nhất bạn có thể tự tạo kỷ luật cho mình. Đầu tiên đó là mình tự giữ kỷ luật cho mình, có nghĩa là mình đưa ra cái kế hoạch đó và mình phải tự cam kết với chính mình rằng mình phải thực hiện được điều đó. Bạn sẽ đo lường và bạn sẽ làm liên tục mỗi ngày. Còn đối với một số bạn thì chưa có được cái thói quen kỷ luật và lý do cho bạn chưa đủ lớn, thì bạn có thể tìm một nhóm chạy bộ, lập một nhóm chạy bộ như cái nhóm mà Hạnh đã lập ở Facebook ấy, nhóm chạy khỏe này, yêu giỏi này, giàu bền vững này. Thì đấy là một cái nhóm Facebook mà tất cả mọi người cùng tham gia chạy bộ, giữ kỷ luật cho nhau. Thì khi mà mình có cái nhóm giữ kỷ luật cho nhau thì mình có thể đặt ra mục tiêu chung cho nhóm, những người có mục tiêu giống bạn. Ví dụ bạn có thể đặt mục tiêu tuần này chúng ta sẽ cùng chạy 15 cây. Thì nếu ai không đảm bảo được đủ 15 cây thì người đó sẽ phải nộp phạt. Bạn sẽ phải quy định ra mức phạt mà những người nào không tuân thủ sẽ phải nộp tiền. Kỷ luật là rất tốt cho bạn và cho những người khác. Cho nên cái việc mà cùng nhau tạo ra một nhóm chạy bộ như vậy thì là cùng nhau giữ kỷ luật và cùng nhau đi lên, rất là tốt, đúng không ạ? Cách thứ ba cũng là cách cực kỳ đơn giản là bạn có thể nhờ người khác giữ kỷ luật, và tất nhiên phải có hình phạt kèm theo. Ví dụ như bạn đưa ra một kế hoạch luyện tập, bạn có thể nhờ Hạnh giữ kỷ luật. Khi mà bạn đã không làm đúng theo kế hoạch đó thì bạn phải gửi một số tiền cho Hạnh, có thể là 50, có thể là 100.000, 200.000, số tiền không quan trọng. Quan trọng là Hạnh là người giữ kỷ luật cho bạn, thì bạn sẽ có xu hướng là tuân theo kỷ luật tốt hơn. Vì khi mà cái việc tuân thủ kỷ luật đấy là tốt cho mình mà mình còn không làm được, lại còn mất tiền cho người khác thì rõ ràng là điều mọi người không mong muốn, đúng không ạ? Và Hạnh cũng có thêm một lưu ý là kế hoạch luyện tập là kế hoạch, tuy nhiên chúng ta không quá khó khăn với cái việc là phải đảm bảo 100% kế hoạch đó, bởi vì có những hôm thì chúng ta có thể đi công tác xa, điều kiện không cho phép, thì cái việc mà chúng ta linh động là chắc chắn là sẽ có trong cái vòng thời gian nhiều tháng như vậy. Thì sau khi mà chúng ta xác định được cái lịch của chúng ta ở tại mỗi thời điểm, ví dụ mỗi tuần, thì bạn có thể điều chỉnh linh hoạt cho nó phù hợp hơn, phù hợp với hoàn cảnh của mình để vẫn đảm bảo được rằng là chúng ta sẽ đạt được mục tiêu trong tuần đó. Điều thứ ba mà chúng ta cần lưu ý và cũng vô cùng quan trọng đó là việc chuẩn bị đồ tập phù hợp, trang phục phù hợp. Hạnh sẽ nói về những trang phục cho người mới bắt đầu. Những người mới bắt đầu thì bắt buộc là họ phải có một đôi giày, và để mà chạy cho giải 42 cây thì chúng ta sẽ thường sử dụng giày cũ chứ không phải giày mới mọi người nhé. Nên là mọi người nên mua luôn một đôi giày rất là tốt ngay từ thời điểm mà mình luyện tập, để chúng ta quen chân. Trong cái trường hợp mà chúng ta luyện tập và đến giải thì chúng ta sẽ tránh được cái trường hợp mà chúng ta bị chấn thương khi mà chúng ta mang cái giày mới. Chúng ta nên chọn loại giày gì? Thì ở trên thị trường có rất là nhiều loại giày về thể thao. Nếu mà chúng ta chưa biết gì về giày thể thao thì chúng ta có thể ra những cái cửa hàng thể thao uy tín, chúng ta hỏi về những cái loại giày để chạy cho đường dài, chạy long run. Thì như đợt trước thì Hạnh cũng chỉ đi ra hàng Nike và Hạnh hỏi là anh ơi, đôi giày nào có thể chạy tốt cho long run, thì Hạnh sẽ chọn sâu luôn cho mọi người đôi giày mà Hạnh đang dùng. Đây là đôi giày mà Hạnh đã chạy giải 42 cây. Đôi này là đôi Nike React. Quan trọng là mọi người phải chọn cái đôi long run nó có độ bật này, độ thông thoáng rất là cao, cái đế bám đường rất là tốt, Nike Epic React. Ngoài Nike ra thì cũng có rất là nhiều hãng thể thao như là DC, rồi Adidas, những cái hãng khác về có những cái dòng giày chạy chuyên biệt cho long run marathon, chạy dài đấy. Quan trọng là mình phải thử và mình nên chọn cái giày mà có size lớn hơn size hiện tại của mình 1 đến 1,5 phân. Bởi vì trong quá trình chạy thì chân mình sẽ có cái độ xê dịch nhất định, và nếu mà chạy sát quá thì nó sẽ dễ bị chấn thương, dễ tổn thương những cái ngón chân ở phía trên, những gót chân ở phía sau. Vì vậy chúng ta hãy chọn size từ 1 đến 1,5 cm lớn hơn size bình thường của bạn. Đó là cái cách mà Hạnh chọn giày khi mà Hạnh mới bắt đầu. Và điều thứ hai đó là chúng ta phải chọn một đôi tất rất là phù hợp, rất thoải mái. Chúng ta nếu mà không có kinh nghiệm thì cứ nên đi ra những cửa hàng thể thao uy tín và nghe những lời tư vấn tận tình của những anh hướng dẫn để có được cái đôi tất nó thoải mái nhất có thể. Và cái đôi tất tập luyện không nhất thiết là phải là đôi tất mà chúng ta chạy trong giải 42. Chạy trong giải 42 thì mọi người sẽ thường sử dụng tất ngón, nó sẽ có độ dày và độ thông thoáng cao. Tuy nhiên trong quá trình luyện tập có thể chạy 3 đến 5 cây thì cũng không nhất thiết là bạn phải mang cái đôi tất đấy, bởi vì nó khá là dày, khá là bị cộm, nên là bạn có thể sử dụng đôi tất cũng cùng chất liệu như thế, chất liệu thông thoáng, thấm hút mồ hôi tốt để bạn có thể có được những cái đường chạy như mong muốn. Ngoài giày và tất ra thì bạn có thể mua thêm những cái phụ kiện phù hợp với cái cung đường chạy hàng ngày. Ví dụ nếu bạn hay chạy vào cái giờ mà nắng thì bạn có thể trang bị thêm mũ, thêm kính. Còn nếu mà bình thường cơ bản nhất thì mình chỉ cần có giày này, có tất này, và đồ tập quần áo thì không quá rộng, nó phải vừa phải, nó ôm người vừa phải thì nó sẽ không bị cọ sát với người và nó sẽ thấm hút mồ hôi tốt để chúng ta có thể luyện tập thật là tốt. Và bên cạnh đó thì sẽ có những phụ kiện chuyên biệt cho 42 cây. Thì theo lời khuyên của Hạnh là trong quá trình luyện tập thì bạn không nhất thiết là phải sử dụng những cái loại cái phụ kiện đó. Tuy nhiên là đến gần giải 42 cây khoảng 1 tháng gì đấy thì bạn nên sắm cho mình đầy đủ những cái đồ dùng mà mình cảm thấy là phù hợp và mình cần, để mình làm quen với những phụ kiện đó, để đến khi chạy 42 cây mình sẽ không tránh được những cái căng quá chật hay là quá khó chịu hay là gây dị ứng. Thì có rất là nhiều đồ để chuyên biệt cho 42 cây thì Hạnh sẽ làm cụ thể tại một clip khác. Ví dụ đây Hạnh sẽ lấy một cái đồ, cái này là cái bó tay. Bó tay thì khi mà mình đeo vào tay như thế này thì nó sẽ, lúc mà mình chạy cử động thì các cái cơ của mình sẽ di chuyển. Khi mà mình đeo bao tay vào thì mình sẽ giảm được cái độ rung chuyển khoảng 20% gì đấy, thì sẽ giúp cho mình cái cơ của mình giữ sức được tốt hơn. Bởi vì chạy 42 cây thì trong thời gian khá là dài, tầm khoảng 6-7 tiếng gì đấy, thì nếu mà mình giữ sức được từng nào thì hay từng đấy, đúng không ạ? Đó. Và điều cuối cùng, điều thứ tư vô cùng quan trọng, đó là chế độ dinh dưỡng trong quá trình mình luyện tập cho giải 42 cây của mình. Trong quá trình luyện tập thì Hạnh chia ra 2 mốc, một là chạy ngắn và 2 là chạy dài. Chạy ngắn là Hạnh sẽ lấy là dưới 5 cây, còn chạy dài là Hạnh sẽ tính là trên 5 cây trở lên. Còn các bạn thì có thể chia ở mức độ dại hơn, ví dụ là chạy ngắn thì bạn có thể là dưới 10 cây, nhưng mà đối với Hạnh thì dưới 5 cây là chạy ngắn. Thì chạy ngắn thì Hạnh sẽ dùng những loại gì để có thêm năng lượng, có thêm dinh dưỡng để có thể chạy trong một cái con đường dài. Thường Hạnh hỏi rất là nhiều người thì mọi người chạy nếu mà không dùng dinh dưỡng đầy đủ thì mọi người sẽ hay có cảm giác là mọi người cảm thấy là rất là khát nước trong quá trình chạy này, mọi người cảm thấy đói này, mọi người cảm thấy mệt này, mọi người cảm thấy mất năng lượng, và mọi người cảm thấy đau nhức cơ bắp trong quá trình tập luyện rất là nhiều. Tuy nhiên là sau khi mà Hạnh áp dụng cái chế độ dinh dưỡng cho quá trình tập luyện này thì Hạnh cảm thấy là cái năng lượng của mình hoàn toàn ổn định này, mình rất là tỉnh táo trong quá trình chạy, mình không cảm giác bị đói, bị mệt hay là bị đau dạ dày hay là bất cứ những cái triệu chứng gì liên quan đến việc là thiếu dinh dưỡng hay là thừa dinh dưỡng. Hạnh sẽ chia sẻ cho mọi người cái chế độ dinh dưỡng của Hạnh trong đường chạy. Với những cái ngày chạy ngắn dưới 5 cây thì Hạnh sẽ dùng, đầu tiên là Hạnh sẽ dùng trà thảo mộc cô đặc. Trà thảo mộc cô đặc thì sẽ giúp cho Hạnh giữ được cái năng lượng tỉnh táo, bởi vì Hạnh chạy buổi sáng mà nếu mà mình buồn ngủ quá thì chạy nó sẽ bị uể oải, còn mình uống trà này vào thì năng lượng của Hạnh nó sẽ đều như thế này và chạy cảm giác rất là tỉnh táo, rất là thoải mái. Và sau đó thì Hạnh sẽ uống một cốc F1, nó là gọi là bữa ăn lành mạnh và là dinh dưỡng tế bào, thì Hạnh dùng sử dụng cái này thay thế cho bữa ăn. Trước khi chạy là Hạnh uống, trước khi khoảng từ 20 đến 30 phút Hạnh sẽ uống một cốc F1, một cốc bữa ăn dinh dưỡng, để trong quá trình chạy Hạnh có calo đầy đủ, có chất dinh dưỡng đầy đủ, Hạnh sẽ không cảm thấy bị đói hay bị mệt. Và đây là một loại thức uống nó ở dạng bột, nên khi mà Hạnh hòa tan mà Hạnh uống vào thì nó chỉ cần 3 đến 5 phút thôi, nó đã ngấm lên hết cơ thể của Hạnh rồi. Hạnh chạy Hạnh sẽ không bị sắp bụng. Nếu mà ví dụ Hạnh ăn cơm hoặc ăn phở hoặc ăn những gì khác thì nó sẽ mất khoảng thời gian từ 1 đến 2 tiếng để tiêu hóa. Tuy nhiên dùng loại này thì 3 đến 5 phút thôi là Hạnh đã cảm thấy thoải mái để có thể chạy rồi. Và sau khi mà Hạnh uống 2 cái cốc này thì nó đã rơi vào khoảng tầm độ 400ml rồi, cho nên là Hạnh đã cảm thấy là cái lượng nước cung cấp cho mình đủ cho cái quá trình chạy rồi. Chạy ngắn thì Hạnh không bao giờ Hạnh mang theo nước bên mình cả, bởi vì Hạnh thấy cái lượng nước mà và lượng dinh dưỡng của trà và F1 giúp Hạnh duy trì chạy được cho cả quãng đường đấy. Còn đối với việc cái quãng đường chạy dài trên 5 cây thì Hạnh sẽ dùng, thứ nhất là Hạnh vẫn sẽ dùng trà để tăng cường sự tỉnh táo, và thứ hai là Hạnh sẽ dùng cái bộ sản phẩm này. Cái này đầu tiên là Hạnh sẽ dùng F1, nó tương tự như loại này, nhưng mà loại này thì nó sẽ có nhiều hơn những cái chất dinh dưỡng để giúp cho tăng cường cái cơ bắp và giảm đau nhức cơ bắp. Hạnh sẽ uống một cốc F1 Sport này, tức là cái loại này thì chuyên dành cho các vận động viên vận động rất là nhiều. Khi mà mình uống thì mình sẽ đỡ đau nhức cơ bắp và mình có thêm nhiều năng lượng để mình chạy được lâu hơn. Và sau khi mà Hạnh trở về nhà, những cái quãng đường dụ 15 cây, 21 cây thì mình sẽ cảm thấy là khá là mỏi cơ, thì mình sẽ sử dụng cái loại là Rebuild Strength, có nghĩa là tái tạo cơ bắp, tái tạo năng lượng. Nó sẽ giúp cho cái quá trình phục hồi cơ diễn ra nhanh hơn và tốt hơn, khiến cho mình cảm thấy là khỏe khoắn và mình có thể tiếp tục luyện tập những cái ngày hôm sau. Đó, thì đó là tất cả những cái chế độ dinh dưỡng mà Hạnh đã áp dụng để hoàn thành được cái giải 42 cây lần đầu tiên trong cuộc đời. Hạnh hy vọng rằng là với 4 cái bước mà bạn cần phải biết đó để hoàn thành, để chuẩn bị cho cái giải marathon của bạn, thì chắc chắn là bạn sẽ thành công. Và hãy comment bất cứ điều gì mà bạn còn gặp khó khăn trong quá trình luyện tập để Hạnh có thể giúp đỡ bạn, và hãy tham gia vào nhóm chạy khỏe, yêu giỏi, giàu bền vững để Hạnh có thể chia sẻ nhiều hơn những kiến thức về chạy bộ, về kế hoạch luyện tập, về dinh dưỡng và tất cả những gì liên quan đến bộ môn chạy bộ yêu thích của chúng ta. Hãy subscribe kênh của Hạnh nếu cảm thấy là video này hữu ích. Rất cảm ơn các bạn. Xin chào.